chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi, tại sao hôm nay lại mưa nhờ? Hôm nay còn đói nữa chứ. Không biết trong rương mình còn gì không ta? Hết đồ ăn rồi. Đã mưa mà còn hết đồ ăn nữa. Xui dễ sợ luôn á. Đói quá à. Có gì ăn không ta? Chắc là bữa nay phải dịch đói bữa thôi. Khổ quá mà không hiểu sao tôi xui dễ sợ. Nghèo quá không có gì ăn. Hết buồn á. Chim ơi, trời ơi, chỗ này đẹp quá à. Ở bên này còn có hoa đào nữa này. Trời mưa này á, mà nắng này cực kỳ thích luôn. Trời mưa mà cầm dù là đi là gọi là xì nhách luôn không vậy? Trời ơi. Mà chỉ biết sao, cái trời mưa này á, mình đi ra ngoài kim cương nó sẽ lấp lánh gì không? Trời, cái trang phục nó đẹp. Ôi, nhìn cái trang phục của chúng ta nè. Linh vui quá à. Đúng là người già giàu có khác. Hai anh chị này là hai anh chị khét tiếng trong làng mình luôn mọi người ơi. Là siêu giàu có luôn, muốn cái gì có cái đó. Mình ghen tị quá à. Ước gì mình như hai người kia. Mặc áo quần đẹp đẽ sạch sẽ mà còn đẹp còn xinh nữa. Còn mình à, áo quần bẩn thỉu, mình có áo quần đâu mà mặc. Buồn quá à. Cam ơi. Sao trong gọi là cái thấy có ai khóc hay sao á? Hình như có bé nào đó ở trong đấy đi sao á? Ồ, kim cương mình hơi nặng á, chắc bé sợ tưởng là cái kiếm á. Trời ơi, bé con, tụi chị không phải là bắt nạt em gì đâu. Tụi chị chỉ muốn tới đây hỏi thăm em thôi. Ồ, mấy chị tới hỏi thăm em hả? Mấy chị có gì cho em ăn không? Em đói quá à, hôm nay không ra đường được. Em mà ăn á hả? Trời ơi, chị đi chơi chị không mang đồ ăn xin mang không? Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, thường thường em mang toàn kim cương gọi là nặng không mà ăn làm gì thêm đồ ăn. Để mà để biểu hoại tình hình thử ai. Ủa? Mà bé sao lại ở nguyên cái hang động gì nhìn mà ghê dữ vậy? Em không có nhà hả? Dạ không, lúc em mở mắt ra là em biết em ngồi đây rồi. Em không có nhà cửa chứ đó. Cái hang này là ngôi nhà duy nhất của em luôn á. Trời ơi, hôm nay xui, hôm nay có mưa nên em không thể nào ra ngoài kiếm ăn được. Em sợ ra ngoài sẽ bị bệnh. Tại vì áo quần em rất là rách luôn, không có ấm gì hết á. Trời ơi, khổ thân quá à. Ê, xin mời hay là mình mang bé về đúng không? Chứ còn để cho bé một thân một mình ở đây này tội nghiệp quá. Rồi nhớ đâu gặp kẻ xấu nó thì sao? Ai không biết cái mua gì này, trời cái nhà mà nó dột nước tầm lâm la rồi, trời ơi nước dột quá trời đấy, nó dột trời ơi. Mà trong cái rương này, rương đồ ăn này, cam ơi coi nè. Trời ơi toàn là bạn dễ nào. Trời ơi. Có đồ ăn đâu trời. Mang về nhá, nhận nuôi bé nha xin. Ok. Thôi bé con, bây giờ em ở đây thì nguy hiểm vậy, là chúng ta em đói bụng nữa. Hay là bây giờ em qua nhà chúng ta hai chị sống tạm thời ha, được không? Hai chị nhận em luôn hả? Nhưng mà em bận lắm, xấu lắm. Làm sao mà hai chị nhận được? Trời ơi, bận mới xấu chỗ nào. Quan trọng là nằm ở con người, chứ còn vẻ bề ngoài thì có đáng gì đâu em. Hai chị nhận em luôn hả? Em yên tâm. Đây leo đầu chị. Rồi xong cầm cái ô lên đúng không? Ủa được không nhở? Em leo là bận áo quần chị sao? Không sao, chị lo hết. Trời ơi, không sao sao. Nếu mà bé sợ bẩn á thì bây giờ mình như này ha. Bây giờ chị cầm ô cho em nha, che cho em này. Đó, em đi cứ đi sát chị để không bị ướt. Sau rồi đi mình như vậy. Xịn thật sự, đây là bàn và ghế ăn nè. Wow. Ờ,
Chị biết là trong gia đình này chỉ có hai chị với gọi là chị Camo thôi, nhưng mà hai đứa thích gọi là chạy rùng á, cho nó gọi đất bất cô đơn á, ở về á, trời ơi dảnh gì luôn trời. Rồi bây giờ bé thích ăn gì nè? Em hả? Ăn cái gì cũng được. Thường thường là em sẽ ăn khoai lang, ăn cà rốt với là ăn gì ta, bánh mì thôi. Tại mấy cái món đó em tìm được. Thôi được rồi, không sao. Ở đây thịt thà thì chị chưa nấu, nhưng mà ở đây chị có sẵn cái trứng này. Đó em ăn đi. Ê lấy gì lại dữ vậy? Em ra này. Đây chính là trứng luộc theo kiểu Ý, cực kỳ đắt, đáng giá 100 viên kim cương. Đấy. Đắt vậy sao em ăn được 100 viên kim cương là sao em trả được? Trời ơi Sim ơi, mẹ khổ thân quá, lúc nào cũng nghĩ là mưu sinh. Em thân thì bọn chị nhận nuôi em á, là bọn chị gọi là bao tất cho em luôn. Em muốn gì em làm gì cũng không cần mất đồng nào luôn. Nên là em làm đi không sao đâu nha. Em cảm ơn chị nha. Em cảm động quá, đây là đầu tiên có người cho em ăn một gọi là bữa ăn đoàn hoàng luôn á. Bây giờ em ăn nha hai chị. Em thoải mái cho em. Ngon quá. Ui, đây là đầu tiên ăn cái món ngon nhất trên cuộc đời em luôn á. Đây đây, còn nhiều món lắm. Đó. Đây là bánh nè. Trời ơi. Ngon quá. Ăn xong hai món em no dữ sợ luôn á. Con bé đói quá, nó ăn nhanh chưa kìa. Trời ơi. Không sao em gái. Đây, bây giờ ăn xong rồi, hay em ăn thêm thì chị nấu thêm. Dạ không, em ăn này là vừa rồi. Em cảm ơn hai chị nha. Ủa cảm ơn. Trời ơi, ăn xong phải lấy giấy lau miệng đâu, của tụi mình đâu, đưa cho bé ơi. Giấy lau miệng hả? Trời đúng rồi, khoan đã ăn xong đâu. Bây giờ bé thì không được ăn thế là chưa đủ chất đâu nha. Bây giờ phải ăn thêm kem nữa. Kem hả? Ủa là dữ vậy? Giới thiệu với em, đây chính là kem mạ vàng. Nhầm, mạ kim cương. Nhầm, nó vàng trong kim cương luôn. Wow. Đúng rồi. Ui, sao nó mát dữ vậy? Vừa mát vừa ngon vừa ngọt nữa. Trời ơi, tất nhiên rồi, hàng bọn chị là mua từ tận trên Dubai về đấy. Đó, còn đây là cốc nước này. Đó, em ăn xong thì em uống nước nha. Đó, uống đi. Đó. Rồi, đây. Uống xong rồi phải lau miệng. Đó. Ui, kim cương nè. Đây là kim cương mà hai chị, sao nó có thể lau miệng được? Trời ơi. Trời ơi, em biết sao không? Tụi chị lúc nào là ăn xong phải lau bằng giấy kim cương phải không? Đấy, đó là giấy kim cương mà. Đó là giấy á, không phải là gọi là nguyên cục to đâu. Trời ơi. Giấy của hai chị mà mặc bằng kim cương uống à? Trời ơi, hai chị giàu dữ vậy? Wow. Trời ơi, giàu làm gì là phải làm giấy kim cương đâu em. Trời không giàu đâu em. Bây giờ là cho em đi tắm ha, tại vì chị thấy là em cũng khá đấy này. Mình đi tắm xong rồi đặt thấy, xin gọi điện cho người ta đặt mua một bộ quần áo kim cương gấp. Chờ đợi xíu. Tết. Tu, alo, về xưởng may áo quần kim cương à? May tôi 10 bộ áo kim cương, nhanh ngay tức. Dữ vậy? Dành cho trẻ em nha, không lại may sai người lớn thì không đặt được á. Ủa gì? Nhiêu? 100 khối kim cương. Trời ơi, chốt nguyên 20 bộ luôn. Rồi vậy nha. Ok, rồi xong rồi. 100 khối kim cương. Trời đất ơi, làm sao mà em có thể làm được cái số tiền khủng lồ vậy? Ui, sao đắt dữ vậy? Trời ơi, em ơi, em nhìn quanh nhà nè, nhà mình toàn kim cương thôi chứ làm gì còn gì nữa đâu. Dạ. Đúng rồi. Ôi, anh chị giàu quá. Em cảm ơn hai chị nha. Rồi, đi tắm nè. Đây. Ui, đây là nước sạch đúng không? Wow. Rồi. Nước sạch. Không ui. Chị có nghe gì không? Chẳng lẽ từ trước giờ con bé đó không tắm bằng nước sạch? Trời ơi. Không sao, nước này không chỉ là nước sạch đâu nha bé, mà đây á còn là nước từ kim cương luôn á. Ủa sao cái gì hai chị mua kim cương được vậy? Bây giờ anh tắm đúng không? Để chị xịt vô thơm nha. Phiêu. À nhầm. Ôi. Siêu thơm luôn. Trời, em tắm xong em thơm như bông hoa vậy em. Trời ơi, hoa kim cương nha em, chứ không phải là hoa bình thường á nha. Hoa kim cương ấy. Trời ơi, tất cả. Ta da. Đây là áo kim cương hả? Ui, xéo rồi nè. Ôi, đây là một trời ơi, cái cuộc đời em chưa giờ mặc những bộ đồ mà đẹp sáng bóng chói này luôn á. Ui, hai người với ba mẹ của em luôn á.
Sim ơi, con bé nó là chưa bao giờ được mặc quần áo sạch sẽ bao giờ. Trời ơi, tại sao lại có người cực khổ như vậy? Không sao, em đã sống trong ngôi nhà gọi là siêu giàu có sáng lấp lánh như tụi chị, lúc nào em cũng sẽ có đồ mới. Nếu mà cái bộ đồ nó dơ một xíu nha, bảo chị mua em 10 bộ mới luôn. Đấy, tôi mặc bộ này xong giặt lại được mà. Không được sao? Trời ơi, không được. Em gọi là bận là phải mua cái mới luôn. Lỡ nó bị nhiễm vi khuẩn, em bị bệnh sao đó con ơi. Đúng rồi, chúng ta phải sống thật là sạch sẽ. Chứ còn quần áo đó bởi rồi thì chúng ta bán đi. À không, bỏ đi chứ. Rồi, ok, qua đây. Rồi, đây là chị giới thiệu phòng ngủ của em nha. Đây, con ơi, giới thiệu cho bé liền. Ủa, xin mời em sao vậy? Mình có, đấy có trên đấy có phải là phòng, đấy là phòng ngủ của mình mà. Phòng của bé ở đây nè. Ủa, em đâu? Phòng riêng luôn hả? Wow. Có phòng riêng luôn, chị thiết kế riêng cho em luôn. Chị vừa gọi thợ hoàn thành trong vòng 1 nốt nhạc luôn. Wow. Cảm ơn nhanh gì các mũi. Trời ơi. À, ở đây nha, ở đây chị có một để một cái giường cho em nè. Còn bên này là chỗ để ngồi nè. Em thích thì em có thể ngồi ở đây nè, quần áo nè. Ngoài ra còn bên này là một cái laptop. Em đừng nghĩ cái laptop này nhỏ nha, laptop này là 100 triệu đấy. Cái gì? Đúng rồi. Một cái này là 100 triệu luôn hả? Mà em đúng chưa được xài laptop, xài sao vậy anh chị? Em đặt lên thôi. Không nhưng mà không sao, em yên tâm, sau này có gì gọi là chị với chị các mua sẽ chị em đấy, yên tâm đó. Học hành hay là gọi là học nấu ăn là bánh gì lên trên này là chị hết trơn luôn nha. Xịn quá à. Em còn được tặng phòng nữa. Đẹp quá à. Ui mà nhà anh chị còn gì không, giới thiệu cho em đi, em cũng muốn tham quan nhà anh chị á. Kim ơi, mình quên mất mình còn xe. Trời ơi, em tức ghê đó, mua không mượn cái xe, tự nhiên nó bị xước miếng, cảm ơn có gọi mua cái chiếc mới ra. Trời ơi, em nghĩ chị là ai, trời ơi, chỉ cần một xước nhẹ thôi là chị đi mua cái mới luôn rồi, đi. Đây, thật bé con, trời ơi, nhà chị với chị cảm ơn không có gì ngoài điều kiện mà còn thêm mua xe nữa. Cái xe này nha, cái xe này á thì là để trưng ở đây thôi, chứ còn cái khác có còn nhiều cái xe khác bên này nữa. Xe để trưng thôi hả? Wow, đúng rồi, để trưng cho đẹp, gọi là cho người ta nghĩ là mình chỉ dùng một cái xe, nhưng mà thực tế đây nè em. Xe màu xanh, xe màu đỏ, xe màu xanh lục và xe màu vàng. Ui xanh chị nhiều xe dữ vậy, cái này gia đình anh chị đi xe sao vậy, xe của ai mà nhiều dữ. Cái này ít mà ta. Ở này ít lắm luôn, con mua trời, tính ra lúc đầu á là mình sưu tập gần cả 100 cái giờ. Cái này là anh chị, chị với chị con mới đang khiêm tốn đấy em. Trời ơi, khiêm tốn là để 5 chiếc thôi. Cái này bí mật chỉ gia đình mình biết thôi nha. Người khác ấy ạ, nghĩ là gia đình mình có 5 chiếc, nhưng thực tế á, có 100 chiếc ở dưới tầng hầm cơ. 100 chiếc? Ui, đúng rồi. Mà anh chị giống kiểu sưu tập siêu xe luôn á. Nhưng mà mình phải gọi là mình phải là khiêm tốn đúng không? Đây là không bao giờ được nói cho người khác biết cái điều này nha em. Nhớ nha. Nhà giàu phải khiêm tốn hả? Đúng rồi em, chúng ta phải gọi là không được gọi là khoe khoang là mình là quá giàu có, mình là gọi là bảo mình gọi là gì ta? Không có khoe khoang thôi, em hiểu không? Đó. Em biết rồi. Nhưng mà anh chị ơi, hai chị có thể cho em một gọi là em muốn gọi là gì đó, yêu cầu nhỏ nhỏ được không anh hai chị? Nhỏ thôi. Em yêu cầu nhỏ nhỏ chứ còn yêu cầu to to cũng được luôn. Tại vì là em chưa bao giờ lên xe ngồi, hai anh chị chở em lên xe được không? Trời ơi, em thích xe nào chọn đi nào em. Chọn thả mắt em gái. Xe này hả, nhiều quá à. Xe nào thì cũng đắt tiền ấy á. Anh chị thấy xe nào đẹp lựa đi, chứ em không biết rồi là xe nào đẹp. Xe nào xịn ấy đó. Tại vì em thấy xe nào cũng xịn, xe nào cũng gọi là đẹp nè, xịn nè. Đó, tại em chưa bao giờ lên xe ngồi, em không biết là nên ngồi xe thật nào hết. Thật ra với chị thì mấy cái xe này nó cũng như nhau à. Tại vì nó cũng rẻ, thành ra chị cũng chả biết cái xe nào xịn hơn. Em thích, em thích màu xe nào là em lên thôi. Rẻ là bao nhiêu vậy? Em là sẽ bao nhiêu tiền á? Thì cùng lắm gọi là với ta gần với ta 5 tỷ kim cương em. Vậy thôi. 5 tỷ kim cương? Một chiếc xe mà sao vậy em? Ôi quá trời luôn á. Trời ơi, mình thấy rẻ mà. Chị ra cũng rẻ. Đâu giờ chưa bao giờ được gì xe. Bao giờ được gì xe.
Trời quá. Không sao em gái, bây giờ em đã gọi là như ta có điều kiện rồi, bây giờ chị với chị có muốn sẽ chở em đi chơi bằng xe nha. Trời ơi. Nếu mà thế thôi để hai chị chọn xe cho em đi ha. Mình chọn xe nào, xe nó chầm chầm tính thôi ha. Tại vì bé lần đầu lên mà. Thôi mình chọn xe này đi ha, Sim nha, Sim ha. Đúng rồi, xe này cũng chầm tính, cũng dễ thương á. Đấy, em thấy ok, thương. Để cam môi lên, lái nào. Cho em lên được, để em leo mà cửa lên hả? Sim đâu, Sim đâu hả? À, xe này hai chỗ à má, hai chỗ má thì đi leo nút xe hả? Cái gì? Đó, thế thì chị dẫn bé đi nha. Bye bye Sim. Ủa, chị ở đây lắp xe luôn nè. Em lên lắp xe rồi. Trời ơi. Em có nút xe rồi rồi. Trời ơi. Hay quá à. Trời ơi, nói chung là ở đây nói chung là nhà vàng thì cũng có đẳng cấp này, nhà màu xanh dừa kia cũng đẳng cấp ấy. Nhưng mà làm sao bằng kim cương của được cách của những các chị rồi đúng không? Ui, tính ra ở trong hàng này cũng có nhiều người giàu quá ta. Rồi xong. Trời xong luôn ơi. Ủa, gì vậy? Mọi người xe nó không hoạt động nữa rồi. Trời ơi, ghê xe quá tôi, Camui ơi, trời ơi, em tức ghê. Thôi, mua xe mới đi Camui, bỏ để ở đây đi. Trời ơi, buồn à, bỏ ở đây đi hả? Trời ơi, chả hiểu sao xe gì có đâm một hai chỗ nữa mà nó cũng... Ê, ui ôi, nó bị xước rồi này, thôi bỏ. Ủa, bỏ luôn hả? Tiếng không ai hai chị? Thôi, xe còn hoạt động mà, em thấy còn nghe tiếng máy mà. Thôi, em ơi, mình còn trăm chiếc ở phía đằng dưới cơ mà, sợ gì? Yên tâm. Trời ơi, còn trăm chiếc là... Đấy. Mà hình như trời tối rồi em đói bụng quá đi đó, đi quanh nhà chị đó cũng đói luôn á. Trời ơi, đi về đây về ăn thêm, đi ăn thêm. Dạ. Đi về nè bé con ơi. Rồi bây giờ là bé con ngồi đây nha, để bọn chị đi nấu đồ ăn cho. Yên tâm, đồ ăn toàn đồ xịn, hàng ngon nên gọi là mua nhập khẩu từ Dubai về á. Dạ biết rồi, cảm ơn hai chị nha, hai chị nấu ăn đi. Rồi ngồi ngoan nha. Dạ. Tính ra mình không ngờ một ngày đó mình sẽ được nhận trong một ngôi nhà siêu giàu có này luôn. Không ngờ trong cuộc đời này là có hai người gọi là vừa dễ thương vừa đáng yêu vừa tốt bụng đó mọi người ơi. Nhờ hai chị này mình đã có một cuộc sống rất là tuyệt vời, rất là sung túc đó mọi người ơi. Thì ok, cảm ơn là xe hết thế này. Nếu có thích video này thì cho bé Sam một like, một share cơ. Mình đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên nha mọi người. Thì bé Sam tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại, bye bye. Bye bye mọi người.